Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến quý vị cho các bạn về món hoành thánh chay nha quý vị. Nguyên liệu để làm món hoành thánh chay ở đây mình có là hoành thánh nha quý vị. Ở đây mình có một sấp hoành thánh như thế này thì rất là nhiều miếng nha. Giờ là chả chay. Chả chay nha quý vị. Và để cho cái hoành thánh chúng ta nó ngon, ngọt hơn thì ở đây mình sử dụng là nấm đông cô, vài lát nấm đông cô ha, và nấm gơm, củ cây gạo đỏ, rồi củ cây trắng thôi quý vị, và bắp non và trái bắp của mình. Và để tăng hương vị thêm á thì mình có ngò gí, mình để làm rau mùi. Rồi bây giờ cái nấm đông cô này mình sắc ra quý vị, và tất cả các cái món rau củ ở đây mình đều sắc ra nha. Rồi mình chuẩn bị một cái hớt nè. Ở đây mình chuẩn bị cái hớt cái nấm nha quý vị. Nấm gơm á thì mình cắt ra nhỏ ra. Cái nấm này mình mua lúc nó chưa có nở, là mình mua lúc buổi sáng đó, cái mình đợi tới buổi chiều cái nó nở ra quý vị. Chắc lên đó là người ta đo nó là buộc cái kẽm nó đi nửa tâm. Tiếp tục là mình sắc cho hết nấm gơm nha. Nấm đông cô thì mình cũng cắt ra làm đôi luôn nha quý vị. Rồi bắp non á thì mình sắc xéo xéo ra. Rồi tương tự mình sắc hết cái phần đậu trái bắp của mình thôi quý vị. Mình sắc hết ha, trái bắp còn nhỏ thì mình lấy nguyên trái. Còn củ cà gót này mình sẽ tiện bông hiểu quý vị. Các bạn tiện sao cho mình thích là được rồi ha. Ở đây mình tiện xéo xéo như thế này. Thì mình tiện bông á quý vị, rồi mình sắc cái miếng như thế này ha. Các bạn có thể tiện tỉa rất là nhiều loại bông mà mình thích nha quý vị. Ở đây mình tỉa loại bông rất là đơn giản thôi. Bông mình tỉa cũng rất là đơn giản nha quý vị. Rồi cái củ cây trắng thì mình cũng tỉa như hay vậy ha. Rồi mình sắp thành lại. Màu xuống này thì mình chưa có tỉa ha, mình tỉa vẫn giống như vậy nha quý vị. Rồi xong đó quý vị, như thế này là mình được một cái bông rồi nè, rồi mình sắc xuống. Rồi tương tự gì mình tỉa hết cái phần bông. Rồi bắp thì mình cũng cắt ra hay quý vị. Các bạn sắc miếng nhỏ ra nha. Chứ bắp mình cắt khoanh rồi mình tỉa thôi làm bốn nha quý vị. Để mình nấu mình lấy nước ngọt. Rồi tương tự gì mình cắt cho hết trái bắp của mình nha quý vị.
Tiếp theo là chả chay ha quý vị. Chả chay mình sắc ra ha. Rồi mình sắc làm tư. Cái rượu gì mình sắc cho hết cái thằng chả chay của mình nha quý vị. Giờ tỏi mình sắc ra quý vị. Các bạn có thể băm nhuyễn hoặc là có thể sắc ra giống mình. Mình bắt chảo lên mình nấu canh trước nha quý vị. Mình để dầu vào. Các bạn để ít dầu thôi, dầu nhiều quá ăn cũng không tốt nha. Rồi mình để tỏi vào, mình để cho mà vào cánh gián nha quý vị. Mình sẽ thả củ cải đỏ vào nấu trước nha. Và nấm đông cua mình sẽ nấu trước nha quý vị. Đây đây là những cái loại mà nó rất là lâu chín. Rồi mình để nước vào ha. Mình để một lít nước nha quý vị. Tiếp theo thì mình cuốn hoành thánh ha quý vị. Hoành thánh thì các bạn để nguyên cái cục này nè, nãy mình cắt làm bốn á, các bạn sắp lại rồi các bạn để vào giữa cái miếng hoành thánh ha. Rồi mình bẻ bốn góc này lên như thế này ha quý vị. Đấy, rồi mình bóp lại bốn góc này nè. Lại với nhau cho nó dính với nhau như thế này là được rồi. Rồi mình để lên trên một cái dĩa ha. Rồi mình bắt nước sôi lên, là chừng nào nó sôi á mình để vào mình hấp là được rồi nha quý vị. Rồi, tương tự như vậy ha, mình cũng bẻ y chang gì nè nha quý vị. Rồi các bạn cuốn lên, các bạn cuốn bốn góc nó lên ha. Rồi mình bóp lại như thế này là được rồi. Tương tự như thế này thì mình làm cho hết cái miếng hoành thánh của mình nha quý vị. Quý vị ơi, khi mà nước chúng ta sôi rồi nè, mình để bắp vào mình nấu ha. Mình để hết cái phần gia vị rau củ còn lại vào luôn. Mình để bắp vào nấu, tại bắp nó cũng khá là lâu chín. Rồi để nó gom vào luôn. Rồi bắp non mình cũng để vào luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta bắt một nồi nước sôi lên, mình sẽ hấp theo quý vị. Mình sẽ để hoành thánh vào đây mình hấp. Vậy hết cái hoành thánh vào đây mình hấp luôn nha. Các bạn hấp hoành thánh này cũng khoảng từ 10 tới 15 phút là hoành thánh mình đã chín rồi. Rồi mình lấy nắp mình đậy lại nha. Tiếp theo hướng nó ta sôi lên nữa quý vị, mình sẽ để củ cải trắng vào ha. Tại củ cải trắng nấu rất là nhanh chín. Đó mình để hạt niêm mình chuẩn bị vào. Rồi để nó sôi lên rồi mình niêm gia vị lại cho vừa chưa nữa quý vị. Mình nấu chay nên mình nấu hoàn toàn bằng hạt niêm không nha. Khi nước súp chúng ta nó đã sôi lên rồi nè quý vị. Đây. Rồi mình sẽ hớt bọt nha. Rồi mình nêm gia vị lại coi vừa ăn chưa nha quý vị. Nó còn hơi nhạt quý vị ơi. Mình sẽ để thêm một ít hạt nêm vào nữa. Xong vừa ăn rồi đó quý vị. Mình nêm lại vừa ăn rồi. Bây giờ mình tắt bếp nha. Coi hoành thánh của mình đã hấp chín chưa. Bây giờ hoành thánh của mình nó đã chín rồi nè quý vị. Mình gấp ra ha. Và cái này nó bị chín rồi quý vị.
Rồi tiếp theo thì mình hấp cái dĩa còn lại ha. Đó, mình sắp vành thánh vào. Ai ghéo thì ơi, nó ghéo thì ai? Nhà ông tội quá à. À, đó hả? Nó kêu gì kìa? Người Hoành Thánh mình đã chín hết rồi quý vị ơi, mình gấp ra dĩa nha. Để rau rác vậy đó cho nó vui. Đây là cái dĩa bánh Hoành Thánh mà mình hấp hồi nãy giờ xong nè quý vị. À, nhìn mày nó rất là ngon, màu rất là vàng nha. Bây giờ mình sẽ múc rau củ ra tô và bánh để ăn nha quý vị. Rồi mình chuẩn bị cái tô ha, Hoành Thánh mình sẽ múc qua tô nè. Rồi mình mới múc rau củ để lên. Mình sẽ được một cái tô Hoành Thánh nữa. Rồi mình để Hoành Thánh từ bếp lên phía trên nữa nha quý vị. Nó theo thì rau mùi mình sẽ để lên ha. Đây là cái phần rau mùi. Rồi xong rồi đó quý vị, mình sẽ được một tô Hoành Thánh khá là ngon. Rồi mình quay cận lại cho quý vị xem cái tô Hoành Thánh của mình nha. Rồi rất là ngon nè. Mình đã chia sẻ xong quý vị và các bạn cách làm Hoành Thánh chay á quý vị. À, nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip sau.